xin chào mọi người, mình là Soli, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Hôm trước trên YouTube mình thấy có một bạn bình luận hỏi là tóc xoăn xù nào kiểu sao cho đẹp, nên hôm nay mình sẽ giải đáp câu hỏi của bạn ấy nha, và cũng để cho bạn nào có tóc xoăn xù tham khảo luôn. Ok, bắt đầu luôn nha. Tóc của mình hiện giờ thì mình đã uống xoăn xù giả để làm cho nó xù. Cái này là mình uống giả xoăn xù thôi để mọi người dễ hình dung ra hơn khi mình tạo kiểu tóc. Trước khi tạo kiểu thì mình sẽ gội đầu sạch sẽ và sau đó dưỡng tóc rồi mới tạo kiểu nha mọi người. Bây giờ mình sẽ dùng lược chải cho nó đỡ rối. Nếu như tóc của mọi người mà bị rối quá thì mọi người nên gỡ rối từ từ ở phía bên dưới, chứ đừng có chải ở trên này rồi mới gỡ rối ở phía dưới, chứ không là tóc mình sẽ dễ bị hư lắm. Sau khi chải cho tóc đỡ rối rồi thì mình sẽ dùng dầu dưỡng để dưỡng tóc được chắc khỏe hơn và bóng mượt hơn. Hiện tại thì mình đang dùng loại dầu dưỡng của Nhật Bản, Yuyuyu Hair Oil. Cái này là dầu dưỡng tinh dầu cam quýt, nó rất là thơm luôn. Tùy theo cái tóc của mọi người dài hay ngắn mà mọi người điều chỉnh cái lượng dầu dưỡng sao cho phù hợp nha. Chứ nếu mà dùng ít quá thì nó không có hiệu quả, mà dùng nhiều quá thì tóc mình sẽ bị bết á. Hôm nay mình sẽ dùng máy duỗi để tạo kiểu tóc, nên trước khi tạo kiểu tác động nhiệt thì mình sẽ dùng cái xịt chống nhiệt này để xịt lên tóc. Cách này là để mình bảo vệ tóc khỏi bị hư tổn do nhiệt gây ra đó mọi người. Nếu ai chưa xem thì mọi người có thể click vào cái link ở phía bên dưới, mình để phần mô tả để xem nha. Sau khi xịt xong thì mình sẽ để cho tóc nó khô một chút rồi mới tạo kiểu nha mọi người. Mình sẽ vuốt đều để các cái dưỡng chất nó len lỏi vô tóc của mình, để nó bảo vệ tóc của mình tốt hơn. Loại máy duỗi tóc mà mình dùng ngày hôm nay là máy Nova 3-in-1. Loại này thì cũng rẻ thôi. Cái loại này thì mình mua cái giá nó cũng khá là rẻ, hình như là 200 mấy, 300 á. Nhưng mà mình thấy dùng không được ưng cho lắm, chắc phải mai mốt phải đổi sang máy mới quá. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ dùng tạm cái máy này. Bình thường tóc mọi người xù quá thì mọi người muốn tạo kiểu được phải duỗi nha mọi người. Duỗi nó mới dễ tạo kiểu và nó đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu duỗi từng lớp một cho nó thẳng ra. Mình sẽ lấy một lượng tóc vừa đủ để duỗi. Mọi người đừng lấy nhiều quá, lấy nhiều quá thì duỗi nó không thẳng đâu. Sau khi kéo xong thì nó còn nóng thì mình dùng tay kéo căng lên như thế này để cho nó thẳng hơn, để cho nó ra phía sau. Tiếp tục thì mình cũng sẽ làm tương tự đối với các cái lọn tóc còn lại. Mọi người nên nhớ trước khi tác động nhiệt đến tóc thì điều mọi người cần làm đó là phải xịt chống nhiệt nha mọi người. Có xịt chống nhiệt thì tóc của mình nó mới không bị hư được. Ví dụ như tóc của mình, nếu như không có xịt chống nhiệt thì bây giờ thành cái đống rơm rồi. Bởi vì mình làm tóc rất là nhiều, uống tóc, duỗi tóc rất là nhiều luôn, nên không giữ kỹ thì tóc của mình rất là dễ bị hư. Làm mấy cái này mọi người phải có tính kiên nhẫn. Nếu như mọi người ai có tóc cứng quá thì mọi người duỗi kỹ kỹ một chút nó sẽ thẳng hơn. Cái phần nữa này chưa được thẳng cho lắm nên mình sẽ duỗi thêm một lần nữa. Bình thường nếu như bạn nào mà có tóc xù thì mình duỗi tóc nó sẽ thẳng
một cách tương đối thôi, chứ nó không hẳn một cách tuyệt đối. Và ở đây thì mình cũng sẽ duỗi thẳng một cách tương đối thôi, cho nó giống như tóc bị xù thật luôn á. Cứ như vậy mà mọi người duỗi, thấy cái nào nó chưa ưng ý, chưa thẳng thì mọi người tiếp tục duỗi lần thứ hai, lần thứ ba. Đến với bên tiếp theo thì mình cũng sẽ làm tương tự giống như bên này luôn. Mình duỗi thẳng rồi thì mình sẽ cho nó ra phía sau để cho nó khỏi bị dính vô phần phía trước, để mình dễ dàng lấy tóc hơn. Okay, vậy là xong hai bên tóc rồi. Tóc của mình nó cũng thẳng ra được một ít rồi. Và bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cách tạo kiểu tóc để mọi người ẩn đi cái tóc xoăn xù của mình, để không ai biết mình có mái tóc xoăn xù cả. Cho dù bất kể thời tiết nào cũng vẫn dùng được kiểu tóc này luôn. Đầu tiên thì mình sẽ rẽ cái tóc này từ giữa đầu xuống tới mang tai nha mọi người. Và rẽ ra. Mình bỏ cái tóc này ra phía sau. Và bên này thì mình cũng làm tương tự như vậy luôn. Và bỏ phần tóc này ra phía sau. Và tiếp theo thì mình sẽ dùng thun cột cái phần tóc ở đằng sau lại. Đối với phần tóc phía trước này thì mình sẽ vòng nó ra phía sau. Vòng nó ra phía sau. Để phía dưới phần tóc mình cột lại nha mọi người. Và sau đó thì mình sẽ cột lại. Sau khi cột xong thì mình thả cái phần tóc nhiều này ra. Mình sẽ lấy ra một ít tóc mái. Cong hình chữ S như thế này. Cái này ở các video trước mình có uống cho mọi người xem á. Cái kiểu uống nó cũng tương tự giống vậy, nhưng mà mình dùng bằng máy duỗi nha mọi người. Bên này thì mình cũng sẽ làm tương tự như vậy luôn.
Và sau khi tạo kiểu bằng máy xong thì mình sẽ dùng một ít keo bôi lên để cho tóc của mình giữ được nếp tốt hơn. Và mình sẽ dùng cái keo này. Đây là sáp vuốt tóc. Sáp vuốt tóc này thì nam hay nữ dùng đều được luôn. Cái mùi nó rất là thơm. Và ở bên trong thì nó đặc như thế này. Mình sẽ lấy một ít. Đầu tiên thì mình sẽ vuốt tóc mái trước. Cái sáp vuốt tóc này nó làm cho tóc mình mềm chứ không phải là cứng nha mọi người. Và nó giữ nét được rất là lâu luôn. Đối với phần tóc bên dưới này thì mình cũng cần vuốt một ít keo để tóc mình nó giữ thẳng được lâu hơn. Mình hy vọng video này sẽ có ích cho mọi người. Nếu thấy video này hay, hãy cho mình một like và đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình ra video mới. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye!